Xin kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainsaorn và phu nhân đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Chiều 26 tháng 12, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố danh sách nội các mới. Các vị trí quan trọng trong nội các của Thủ tướng Abe đều là những chính trị gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và điều hành kinh tế. Nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước, ngày 26 tháng 12, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã đề xuất tiến hành cải cách hành chính. Đây được coi là bước thứ ba trong tiến trình cải cách mang tính chiến lược được NEPIDO triển khai trong hơn một năm qua. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainsaorn và phu nhân đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ngay sau khi đoàn đến sân bay quốc tế Nội Bài, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành nước ta đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Sainsaorn và phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào. Sáng 26 tháng 12, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainsaorn và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón còn có các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainsaorn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Sainsaorn và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là một sự kiện chính trị quan trọng trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainsaorn bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong bầu không khí hân hoan, chào mừng thành công rực rỡ của năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam-Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainsaorn cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp chân tình nồng hậu, thắm tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam. Chuyến thăm là sự tiếp nối và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc, khẳng định mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainsaorn. Tại cuộc hội kiến, lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho muôn đời sau. Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đến kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ cố gắng cao nhất để chăm lo thường xuyên, phát huy thành quả, tạo sự lan tỏa, sức bật mới trong tương lai.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đánh giá cao Việt Nam đã giữ vững vị thế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Tổng Bí thư cho rằng những nội dung kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 cùng những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng của Việt Nam sẽ được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham khảo, nghiên cứu, vận dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại vùng sâu, vùng xa. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đã cùng chủ trì họp báo công bố thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Trước đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí hai nước và quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng công bố nhấn mạnh năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012 đã thành công tốt đẹp. Có thể khẳng định năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 đã thành công tốt đẹp. Thực sự trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong đời sống chính trị xã hội của nhân hai nước và là một dấu mốc son quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào. Những hoạt động kỷ niệm thiết thực và đầy ý nghĩa đó có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dân hai nước, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó thủy chung keo sơn Việt Nam-Lào. Từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và ý thức giữ gìn và phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau. Năm 2012 đã khép lại, nhưng kết quả và tinh thần của năm đoàn kết hữu nghị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn bày tỏ xúc động trước thành công của những hoạt động chào mừng trong năm đoàn kết hữu nghị đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân Lào và Việt Nam. Năm đoàn kết hữu nghị sắp khép lại, nhưng mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không bao giờ phai nhạt, tiếp tục sống mãi trong hai dân tộc. Dù tình hình thế giới và khu vực có biến đổi, nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng các đồng chí Việt Nam gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt như bảo vệ con người của mắt mình và coi đó là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nguồn động lực không bao giờ cạn kiệt trên con đường đi lên, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững hơn núi hơn sông. Lãnh đạo hai nước đã cùng chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại buổi hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyasorn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Chumali Senyasorn và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 9 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 7. Đồng chí Chumali Senyasorn đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện thời gian qua giữa chính phủ hai nước, trong đó có những đóng góp cụ thể của phân ban hợp tác hai nước. Tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của chính phủ hai nước, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hợp tác và kế hoạch phát triển của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Chumali Senyasorn nhất trí hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai nước. Chiều cùng ngày, tại buổi hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyasorn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào thể hiện sự nhất trí cao về việc tiếp tục tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả hợp tác chặt chẽ và hiệu quả cao giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyasorn bày tỏ vui mừng và xúc động khi sang thăm lại Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác gắn bó chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, trong đó có hoạt động hợp tác của các cơ quan chức năng, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai quốc hội. Chân thành cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lào trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị đối tác nghị viện Á Âu lần thứ 7.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cu Kẹo Akhamunti. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước, đặc biệt là trong việc tổ chức các sự kiện chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào năm 2012. Hai bên cũng đã tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động hợp tác song phương lớn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai bên cũng cần chủ động trao đổi các quan điểm tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế để có tiếng nói ủng hộ lợi ích của nhau vì một khu vực hòa bình và phát triển và một cộng đồng ASEAN thống nhất. Đồng chí Cu Kẹo Akhamunti trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pani Yathotu. Đồng chí Cu Kẹo Akhamunti cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa Ủy ban Đối ngoại hai quốc hội, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quốc hội hai nước.